Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại đến với một video chọn một lá bài. Trong chủ đề của video lần này thì sẽ là một thông điệp của các bạn dành cho ngày hôm nay. Các bạn có thể chọn bất kỳ một lá bài nào đó với cái số thứ tự là 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn có thể dừng video lại và xem là mình bị thu hút bởi một lá bài nào nhất. Thì cái thông điệp ở trong cái lá bài đó sẽ là cái thông điệp dành cho bạn cho ngày hôm nay. Okay, mình sẽ dành cho các bạn một chút xíu thời gian để các bạn có thể quyết định mình chọn lá bài nào. Ok, mình sẽ bắt đầu. Mình dùng bộ Dolphins and Magical Dolphins and Mermaids là bộ của cá heo và những nàng tiên cá. Mình rất đây là một bộ bộ bài tiên tri mà mình rất là thích, vì những cái thông điệp trong cái bộ bài này nó rất là tích cực, và mỗi khi mình dùng bộ bài này thì mình cảm thấy có một cái thông điệp mà mình nhận được nó làm mình rất là phấn chấn và vui vẻ, cho nên mình hy vọng là đây sẽ là cái thông điệp đem lại cho bạn nhiều niềm vui và nhiều năng lượng tích cực cho một tuần mới. Mặc hôm nay là thứ hai đúng không, và thứ hai thường là ngày mà chúng ta nản và chúng ta có vẻ uể oải khi mà bắt đầu một tuần mới, nhưng mà hy vọng với những cái thông điệp trong video này thì các bạn sẽ cảm thấy vui vẻ và tích cực. Bây giờ mình sẽ đến với lá bài đầu tiên. Những ai chọn lá bài đầu tiên thì thông điệp dành cho các bạn đó là friendship, và đi kèm với nó là Three of Wands, là ba cái gậy. Với lá bài này thì thông điệp đó là bạn hãy dành thời gian để dành thời gian với bạn bè của mình nhiều hơn. Các bạn có thể hẹn nhau để tụ tập, có một cái khoảng thời gian vui vẻ, bởi vì bạn của bạn có vẻ như là gần đây không nghe nhiều về bạn, và họ rất là ngóng tin bạn. Anh chàng này thì đang chờ tin vui, hay là nói chung chờ đợi một cái gì đấy. Cho nên khi mà hai cái lá bài đi kèm cùng nhau thì mình có thể thấy là bạn của bạn hay là những cái người thân mà lâu rồi bạn chưa liên lạc, thì họ đang rất là mong tin của bạn, và khi mà bạn liên lạc với họ thì họ sẽ rất là vui. Và bạn nhớ đừng bỏ quên những cái người mà quan tâm đến mình, những người luôn dành tình cảm cho mình. Tức là trong cuộc sống thì đôi khi chúng ta quá bận rộn, hoặc là chúng ta mải mê, chúng ta quá chú tâm đến những cái vấn đề cá nhân riêng của mình, và chúng ta quên đi cái việc là chăm sóc những cái mối quan hệ cũng quan trọng không kém đối với mình, ví dụ như là bạn bè hay là với những cái người thân trong gia đình. Thì đây chính là cái thông điệp là hãy chăm bón cho những cả cái mối quan hệ đó, bởi vì những quan hệ quan trọng đối với mình không chỉ có quan hệ tình yêu, mà quan hệ với những người trong gia đình hay là bạn bè của mình cũng rất là quan trọng, vì họ là những cái chỗ dựa vững chắc nhất cho mình khi mà mình vấp ngã hay là mình cần một nơi để chia sẻ. Thì và tất cả các mối quan hệ nó đều là nó đều cần phải có cái sự vun đắp, giống như một cái cây mình muốn nó sống thì mình phải tưới nước đều đặn. Thì đây là một cái lời nhắc nhở như vậy. Bạn đừng quên bạn bè hay là những người quan tâm chăm sóc đến mình, hãy nhớ đến họ, và cũng bày tỏ cái sự quan tâm chăm sóc ngược lại đối với họ, bởi vì rất có thể khi bạn cần, không ai khác, chính họ sẽ là người cho bạn bờ vai để bạn có thể dựa vào khi bạn cần sự giúp đỡ hay là sự hỗ trợ về mặt tinh thần. Đó là thông điệp đầu tiên dành cho những bạn chọn lá bài đầu tiên. Với những bạn chọn lá bài thứ hai thì thông điệp của các bạn là Waves of Prosperity, và đi kèm với nó là Six of Cups, là 6 cái ly. Với những bạn nào mà đặc biệt với những bạn nào mà tiền bạc hay là vấn đề tài chính đang là mối quan tâm hàng đầu của các bạn vào thời điểm này, thì
Đây quả là một tin vui, bởi vì nó khẳng định rằng sẽ có những cái cơ hội rất là tốt, đem đến sự sung túc, tiền tài, sự đầy đủ về mặt tài chính đang đến với bạn như là một cái làn sóng, và nó sẽ quét qua bạn và nó đem đến những cái cơ hội tốt đẹp nhất cho bạn. Và khi đi kèm với cái Six of Cups này thì mình cảm giác như là mình cái thông điệp mà mình nhận được là rất có thể một ai đó bạn đã từng quen biết trong quá khứ sẽ đem đến cho bạn những cơ hội này, sẽ cho bạn một thông tin nào đó, và từ đó bạn bạn có được một cái ý tưởng, hay họ họ sẽ giúp bạn ở một mặt nào đó để bạn có thể cải thiện cái tình hình tài chính của mình. Thì thông điệp chính đó là bạn sẽ có được cái sự sung túc, sự rủng rỉnh về mặt tiền bạc tài chính, rất là nhiều cái cơ hội tốt đang đến với bạn, và rất có thể ai đó trong quá khứ bạn đã từng quen biết chính là người hỗ trợ bạn trong cái tình huống này, trong cái việc đem lại nhiều đem đến cái sự đầy đủ về tiền về về tài chính và tiền bạc này. Thì đây cũng là một thông điệp rất là tích cực dành cho những ai mà đang rất quan tâm đến vấn đề tài chính của mình. Thông điệp thứ ba cho những ai cho những ai chọn cái lá bài thứ ba đó là healing hurt, hàn gắn vết thương từ trái tim, và đi kèm với nó là Four of Cups, bốn cái ly. Với lá bài này mình đang cố gắng để ok, hy vọng các bạn có thể xem rõ được cái thông điệp. Cái thông điệp là you are powerful. Bạn là một một người hàn gắn vết thương rất là mạnh mẽ, và bạn đang làm rất tốt, và hãy tiếp tục phát huy nó nhé. Thì với cái lá bài này, cái thông điệp mà mình nhận được đó là bạn đang đóng một cái vai trò rất quan trọng để giúp ai đó vượt qua một thời gian khó khăn, và bạn đang làm cái việc đó rất là tốt. Hãy tiếp tục phát huy nó nhé, bởi vì cái người mà bạn đang giúp đỡ này có thể là họ vừa vừa rồi họ vừa đánh mất một cái cơ hội nào đó, hay là họ cảm giác như là họ họ vừa mất đi một cái thứ gì đó quý giá, và bạn là người ở bên cạnh họ, giúp đỡ họ, an ủi họ, chăm sóc họ. Họ vẫn rất là họ chưa thoát khỏi ra được những cái ảnh hưởng của cái việc vừa mới xảy ra, cái việc không may vừa mới xảy ra với họ. Có thể họ vừa mất đi một người thân, hay là họ bị mất việc, hay là nói tóm lại là họ cảm thấy mất đi một cái gì đấy quan trọng đối với họ, hay là họ bỏ lỡ mất một cái cơ hội rất là quan trọng đối với họ. Thì bạn hãy là người giúp đỡ họ, và bạn là cái bờ vai vững chắc cho họ, cho nên hãy tiếp tục phát huy cái việc hàn gắn vết thương lòng cho cái người mà bạn đang giúp đỡ. Đây là một cái thông điệp rất là đẹp, và với những ai đang ở trong cái hoàn cảnh này thì mình cũng gọi là rất là thán phục, rất là cảm phục các bạn khi các bạn là người bạn sẵn sàng là bờ vai, là chỗ dựa vững chắc cho người khác khi cần. Các bạn hãy tiếp tục phát huy cái điều đó nhé. Và tiếp theo với thông điệp thứ tư cho những ai chọn cái lá bài này thì các bạn có lá protection. Your loved one and your possessions are safe and protected by heaven. Đi kèm với nó là The Emperor, thì lá bài này khẳng định rằng bạn an toàn, bạn đang được bảo vệ, bạn đang được bảo vệ bởi 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 thiên đường. Mình thấy dịch ra như vậy thì nó hơi kỳ, nhưng mà tóm lại là có một cái các bạn đang nhận được thiên thời địa lợi nhân hòa trong cái hoàn cảnh của mình. Các bạn được bảo vệ, mọi thứ nó sẽ tốt đẹp với bạn. Nếu bạn có lo lắng rằng không biết mình có an toàn trong cái tình huống nào đó hay không, thì câu trả lời là bạn đang được bảo vệ, cho nên đừng lo lắng. Cái người bảo vệ của bạn có thể là một người thuộc cung Dương Cư, Bạch Dương, hoặc cũng có thể là Sư Tử và Nhân Mã, nhưng mà đây là lá bài của Bạch Dương. Thì đây là một người rất là chín chắn, trưởng thành, và đây có thể là một người cha chú trong gia đình, hay là có thể không phải là trong gia đình, nhưng mà bạn coi họ họ đóng vai trò như
đối với bạn họ như là người cha, người thầy. Và không nhất thiết phải là nam giới, nhưng mà bạn luôn kính trọng họ, và bởi vì họ có rất là nhiều sự thông thái, nhiều kinh nghiệm sống, và họ luôn chỉ dạy cho bạn, bạn giống như là con của họ vậy. Cho nên là cái năng lượng bảo vệ này mình cảm thấy là nó đến từ một cái nhân vật như vậy, giống như là hoàng đế, the emperor. Và cho nên bạn có thể an tâm nếu bạn còn đang có đang lo lắng là cái, và cái việc bạn được bảo vệ này nó không chỉ nói về bạn mà còn nói về những người thân yêu của bạn và tài sản của bạn nữa. Cho nên nếu bạn đang đầu tư vào một cái vấn đề, một cái công việc làm ăn nào đó, thì tài thì cái vốn của bạn cũng được bảo vệ. Số tiền mà bạn đang đang giữ nắm giữ, hay là đang đầu tư, hay là bất kỳ một cái tài sản nào đó của bạn cũng cũng an toàn, bạn không sợ bị thất thoát đâu. Và những người thân của bạn nữa, nếu những người thân của bạn, con cái hay anh chị em, bạn những người bạn thân thiết, thì nếu mà họ đang trải qua một giai đoạn khó khăn và cái làm bạn lo lắng, thì bạn cũng có thể an tâm rằng họ cũng được bảo vệ. Cho nên an tâm nhé, không đừng đừng quá lo lắng nhiều. Thông điệp cuối cùng cho những ai chọn cái lá bài cuối cùng, lá bài này nếu bạn là người đang rất là quan trọng cái vấn đề tình cảm, đang có một cái mối liên hệ nào đó đặc biệt với một người nào đó, hay bạn đang thầm thương trộm nhớ một ai đó, thì đây có lẽ là một cái lời khẳng định hoàn hảo cho bạn rằng bạn và người này sẽ có được một cái mối quan hệ rất là sâu sắc với nhau. Cái lá mà bạn nhận được là soulmate relationship, đó là mối quan hệ giữa những soulmate với nhau. Soulmate có thể dịch là bạn đời, tâm giao, tri kỷ, người mà dành cho mình, người mà dành cho mình trong cuộc đời này không có nhiều. Trong một cuộc đời người có lẽ chúng ta chỉ gặp một một đến hai lần thôi. Và nếu bạn có ai đó trong đầu, bạn đang suy tư về người đó, và hoặc là bạn với người đó đã có được những đã thiết lập được mối quan hệ ở một mức độ nào đó, nhưng mà nó bạn vẫn còn đang phân vân thắc mắc là không biết người này có dành tình cảm cho mình hay không, hay là không biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, thì đây chính là cái lời khẳng định rằng hai bạn sẽ có sẽ đi đến được một mối quan hệ rất là nghiêm túc và sâu sắc. Và cái mối quan hệ này nó vượt trên những cái ranh giới thông thường của sự hấp dẫn về mặt thể xác hay là hấp dẫn bề ngoài, mà nó có cái sự kết nối về mặt linh hồn, về mặt trái tim, về mặt tâm hồn nữa. Nhưng nếu bạn chưa gặp ai đó, thì đây là một cái lời nhắn nhủ rằng bạn sẽ gặp, nhưng bạn đừng đi tìm kiếm, tức là hãy để nó diễn ra một cách tự nhiên, và cái kết quả kết thúc cái có hậu này, cái kết quả mỹ mãn này, viên mãn này sẽ là của bạn, nhưng với điều kiện là bạn phải để nó xảy ra một cách tự nhiên, và đừng cố cố ép mọi thứ nó xảy ra theo chiều hướng mà mình mong muốn. Bởi vì cái soulmate này có lẽ là đã đang rất gần với bạn rồi, nhưng nếu mà bạn cứ tìm kiếm, ví dụ bạn đang ở trong một đám đông và bạn cứ ngó nghiêng xem là người đó ở đâu, hay là khi bạn gặp bất kỳ ai thì bạn cũng tự hỏi là không biết có phải người này hay không, thì làm như vậy bạn chỉ càng block cái việc mà họ đến với mình nhanh hơn thôi. Cho nên hãy hãy để nó diễn ra một cách tự nhiên, hãy để cái mối quan hệ này nó diễn ra một cách tự nhiên. Đây cũng là một cái kết thúc hoàn hảo dành cho những cho thông điệp ngày thứ hai này. Các bạn hãy subscribe cho channel của mình để nhận thêm được thông điệp mỗi ngày, cũng như là những bài dự đoán cho tất cả 12 cung hoàng đạo. Và mình chúc các bạn có một tuần thật là hiệu quả và nhiều may mắn hạnh phúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Nhanh thôi, ngày mai mình sẽ có một video mới với những cái thông điệp mới về những chủ đề khác nhau. Xin chào tất cả các bạn.